Xin chào tất cả mọi người, lại là Tina đây. Chào mừng các bạn đến với skincare buổi tối cùng Tina nha. Sản phẩm đầu tiên mà Tina sử dụng đó chính là nước tẩy trang Micellar Wonder của L'Oreal. Sau đó Tina sử dụng thêm sữa rửa mặt của Cosrx AX nè. Không biết các bạn có sử dụng máy rửa mặt không ha. Còn riêng Tina thì luôn luôn sử dụng máy rửa mặt để giúp mình đánh bay tất cả các lớp bụi bẩn còn đọng lại trên da nè. Máy rửa mặt mà Tina sử dụng là L'Oreal Luna Mini 3. Sau khi rửa mặt xong, Tina sẽ dùng bông tẩy trang để lau đi lớp nước thừa trên mặt. Tông nồi Tina sử dụng đến từ nhà Claire đó nha, siêu cấp ẩm luôn và còn lành tính cho da nữa, da mụn cục xa được luôn các bạn ơi. Xoa xoa đều cho sản phẩm thấm nha. Sau đó Tina sẽ sử dụng serum của nhà SkinCeuticals HA cộng B5. Serum này thì cấp ẩm siêu tuyệt vời đó các bạn. Thoa thoa cho sản phẩm thấm thế nào? Chưa hết đâu, sau bước này Tina vẫn phải sử dụng thêm một serum cấp ẩm nữa, cũng đến từ nhà SkinCeuticals luôn, đó chính là HA Intensifier gì đó Tina đọc cũng chẳng rõ nữa nè. Thì da của Tina có dùng retinol á nên là nó khô quá trời luôn. Sau đó Tina phải sử dụng thêm B3 đến từ nhà Yakka nữa mới đủ ẩm đó mọi người ơi. Xoa xoa sản phẩm lên nha. Quá là cái bước ẩm trên bằng một loại kem đến từ Nhật Bản nào. Kem này Tina cũng chẳng đọc được tên luôn á mọi người, nhưng mà cấp ẩm thì tuyệt vời luôn đó nha. Chết tự nhiên cầm nhầm trên kem trong nắng. Mọi người nhớ bôi dưỡng môi nữa là xong skincare buổi tối. Hello. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật, chúng ta lại bắt đầu sự chia vào buổi sáng sau cho mặt sạch sẽ và bôi serum đầy đủ nha. Kết hợp là em sẽ rửa mặt CeraVe rất là thơm và rất là sạch, kiềm và rất tốt. Anh em thấy là tôi massage mũi như kiểu là một nhân viên spa xịn chưa? Cái này là học nhá. Massage anh em xuống rửa mặt lên anh em xuống rửa ít nhất nhá, tại vì trong lòng một phút đấy, tôi rửa sạch quá là nó không sạch được đâu. Em thấy chưa? Đó. Để rửa mặt xong thì mình bắt đầu là lấy một cái chăn lông cho nó khô đi. Đấy, để cho lỗ chân lông nó không toáng, bắt đầu là ẩm, các bạn nhìn sẽ khó, cái len. Em phải chú ý chung với mình lâu lắm rồi, cái đấy được 2 tháng rồi. Đấy, anh em theo dõi anh em biết rồi. Để cho mặt nó thông thoáng một chút nhá, để tầm 10 phút. Nhưng mà mình thì lấy cái quạt đấy, làm cho nó nhanh. Đó, bôi, cứ đợi lâu lắm, để cho nó thẩm thấu lâu lắm. Rồi, bắt đầu là em bôi em serum B5. Bôi serum B5 thì nó thật sự với các bạn là cảm giác nó khoái, phóng hết da lên, đẹp. Đây xong rồi lại bôi tiếp là serum vitamin C, cảm giác sạch quá. Bôi nào, bôi cho nó sạch nào, bôi cho nó sạch nó đẹp da nào. Rồi bắt đầu là chấm mũi, chấm mũi mê cả là chấm chấm thấp những cái vùng mũi cả em đi bia lên bia mép này này. Rồi rồi mình lại bắt đầu là qua để mà cho nó thẩm thấu nhanh. Rồi là bước cuối cùng, bước cuối cùng là anh em biết là bước gì rồi đấy. Chắn là một em Victor Ma, em thích nắng. Mình thật sự là rất là yêu cái em này, vì là thẩm thấu rất là nhanh đối với chuyện làm da dầu được của mình. Đấy, cũng như tăng được lông và làm da dầu sáng, có mùi thơm dịu nhẹ nữa. Một ngày nào đi vàng thì mặt mình hay là ai cũng yêu ấy. Cái mặt thơm dịu nhẹ nhẹ. Đó, môi trường nắng kỹ càng rồi nhá. Thì là nắng rồi. Đấy kìa, đấy kìa. I ain't tryna play with type, can't even fuck the way you twerk. And when you shake that, I make a nigga go berserk. Throw that, bust it. Hey girl, you know you twerk like you fuck. I ain't tryna play with type, can't even fuck the way you twerk. And when you shake that, I make a nigga go berserk. Throw that, bust it. Hey girl, you know you twerk like you fucking. Her ass so fat, the way she throw it back. Bust it on a nigga, that's the heavy impact. I came in here racks and I threw a little stack. Money got it to the girl, I ain't gonna spend her ass.
There's no that says it was the best. She came walking straight and she left with both legs. I picked the pussy up like domestic violence. I whip out my dick and she was on the position. She told all her friends I got some good dick. I told all my dogs she got some fucking city. She called me 50 cent cause I got that magic stick. I call her Beyonce, she drunk my watermelon. Hey girl, hey girl, I ain't tryna play a trick, but can't fuck the way you twerk. And when you shake that ass, make a nigga berserk. Throw that ass, bust it. Hey girl, you know you twerk like you fuck. I ain't tryna play a trick, but can't fuck the way you twerk. And when you shake that ass, make a nigga berserk. Throw that ass, bust it. Hey girl, you know you twerk like you fucking. Her ass so fat, the way she throw it back. Bust it on the nigga, that's the heavy impact. I came in here a rack, and I threw a stack. Money got it to the crib, I ain't gonna explain the rest. Just know that says it was the best. She came walking straight and she left with both legs. I picked that pussy up like domestic violence. I whip out my dick and she was on the position. She told all her friends I got some good dick. I told all my dogs she got some fucking city. She got me 50 cent cause I got that magic stick. I call her Beyonce, she drunk my watermelon. And when you do the things you do, so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You hear the music, feel the air. I'll put a flower in your head. Through the breezes, through the trees, it moves so pretty. You're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Hello, hello. Dạo gần đây mình đang treatment thì nên da của mình khá là khô và bong chóc. Đầu tiên khi mà thức dậy mỗi buổi sáng thì mình sẽ đắp một cái mặt nạ phục hồi. Hôm nay thì mình chọn mặt nạ chiết xuất hoa hồng của nhà Iskin. Dạo gần đây đang treatment nên mình phải hạn chế việc make up, nên là có lẽ sau này mình sẽ đăng nhiều video về skincare hơn. Ở trong này vẫn còn một chút dưỡng chất của mặt nạ, mình sẽ thoa nốt lên trên mặt và đợi khoảng 15 phút rồi tháo ra. Riêng mặt nạ này thì mọi người chỉ cần vỗ để cho thẩm thấu dưỡng chất chứ không cần rửa lại đâu nhá. Đại diện của hãng Iskin chính là anh Park Ji-hoo, nên là mình cũng khá là yên tâm khi sử dụng những cái sản phẩm này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái vitamin C để mà mờ thâm. Cái này thì nó không có nồng nặc mùi hương liệu đâu, nó chỉ có một mùi chanh chua cũng khá là nhẹ nhàng. Mọi người có thể nhìn thấy da của mình bây giờ đã khỏe khoắn, không còn bong chóc như lúc đầu video nữa. Có thể mọi người không biết đó là sử dụng vitamin C kết hợp với kem chống nắng thì sẽ chống nắng tốt hơn. 4 bước skincare giúp ngăn ngừa và trị mụn ấn, siêu tiết kiệm dành cho học sinh sinh viên. Bước 1 tẩy trang, mình dùng nước tẩy trang nắp xanh dương đậm của L'Oreal. Loại này thì mình đã nhắc rất nhiều trong các video rồi. Em này thì làm sạch tốt và giá cả rất là hợp lý. Bước thứ 2 rửa mặt. Khi đã làm sạch da kỹ càng với nước tẩy trang rồi thì mình cũng chỉ cần một lọ sữa rửa mặt nhẹ nhàng như Simple là đủ. Ban đầu nhìn giá em này mình cũng không tin tưởng lắm đâu vì nó quá là rẻ, nhưng mà dùng là thích không dứt ra được. Bước 3, sau khi mà đã rửa mặt và lau khô mặt thì mình sẽ dùng Cleansit MS. Mình dùng khoảng một lượng nhỏ như này để bôi toàn mặt. Trong đây thì có chứa 0,1% adapalen, rất tốt trong việc điều trị mụn ẩn cho da dầu cũng như là hỗn hợp thiên dầu. Nếu bạn không có mụn thì cũng có thể sử dụng để ngăn ngừa mụn cũng như là để làm trẻ hóa làn da, nhưng bạn nhớ test sản phẩm lên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng nhé. Bước 4, kết thúc chương trình skincare bằng một loại kem dưỡng có yếu tố phục hồi như kem dưỡng phục hồi B5 của La Roche-Posay chẳng hạn. Vì trong Cleansit MS có chứa adapalen là hoạt chất dạng retinoid, nên để giảm thiểu kích ứng bạn nên dùng các loại kem dưỡng có các thành phần như là HA, ceramide hoặc là B5.